Ok, hôm nay anh em. Hôm nay thì chơi thử con xe lốc hôm chấp tôi quanh. Con này thì lúc trước tôi đã chơi một lần rồi. Có điều lúc đó thì mù mờ tiếng Anh lắm, cũng mò mò chơi chơi thôi, chưa biết. Hiện tại thì bên The Great Team họ đã ra cái bản chìa khóa trong game này, nên tôi chơi lại từ đầu. Lúc trước chơi thì cũng đã lâu lắm rồi, cách đây là cũng cả năm giờ rồi đó. Hơn năm nữa, thì cũng không nhớ rõ cho lắm. Bây giờ thì chơi lại từ đầu luôn. Đây là con game nói về chủ đề đề tài trinh thám, nhập vai phiêu lưu. Thì vẫn là Sherlock Holmes mà anh em biết nó thể loại gì rồi chứ gì. Đây là cái bản chìa khóa của The Get em mới tung ra hôm qua. Lúc trước thì họ đã có là cái bản chìa khóa một lần rồi. Nhưng mà lúc đó thì họ đã xóa luôn. Tôi nghĩ là họ không có dùng chìa khóa nữa. Nhưng bây giờ cuối cùng thì sau thời gian họ đã tung ra bản đầy đủ luôn. Nói chung đây thì bản chìa khóa của The Get em nên tin tưởng cho chất lượng. Nên Gil là bản nguồn mở. Thì đây tiếng Việt toàn bộ menu luôn. Độ khó là thám tử trẻ mượn đầy suy luận, không thấy tương tác gì hết. Cái này là tùy chỉnh, thì mặc định nó là thám tử trẻ thì độ khó thì cái chuyện cân bằng và tùy chỉnh, thì nói chung nó chỉ khác mấy chỉ số thôi. Game này game trinh thám mà đâu phải là đánh đấm nhau đâu, nên để cái chuyện được rồi. Âm thanh hành động thì tôi nghĩ để cái này vừa hơi to rồi. Ok, hình ảnh vì xin tắt FSG đó, FSG chắc đưa tắt luôn, để tí nữa coi FPS tục quá thì bật. Tại con game này là cấu hình nó cũng không có nhẹ cho lắm, cao cao độ bóng trung bình thôi. Tán lá thì thực ra là không cần nhìn lá trong này nhiều, có Epic nữa, cao nhất thì còn Epic nữa, thử chịu nổi mà. Tôi nghĩ là máy giờ khỏi cái tôi chịu không nổi đâu. Con này tôi nhớ cái chấp một mà đi vòng vòng nhà không à. Có khi nào ra ngoài mình chỉnh cái này cao lên sau. Rồi. Hy vọng con máy giờ khỏi của tôi nó sẽ chịu được. Đủ gung phụ đề gì quá rồi nên phụ đề. Không có sợ chim gì hết. Thời gian lựa chọn là cái này là khi anh em mà livestream game này, anh em có thể để cho mà người dùng hộ vâu. Mình có 40 giây để người dùng họ vào bao nhiêu đó đó, tức là chọn theo cái lối chơi của người dùng á. Chọn chơi mới ha, thì hồi đó tôi chỉ chơi được cái khúc đầu mà có chắc từ một thôi, khoảng 15 phút thôi, chưa xong được cái cảnh vô cái khách sạn vậy. Lúc đó thì cũng không có đọc chữ nổi. FPS hơi gấp tí, để tí nữa tôi tăng FPS sao. Tiếng hồi gì Covid hả? Ginger. That's what you Cậu mang need. nước gừng đến cho cậu đây. Mouthful of Đây the là good thứ cậu stuff cần. and you'll Rửa see mặt back rồi in làm một any gợm đi, season. sẽ đỡ say sóng hơn. Thank you for your support, John. John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. Sự We've ghi á. almost arrived at Vậy là Codona. thanh niên nằm trên đó I là nhân can vật see chính của chúng land ta through đó. the porthole. So much for Mình docking đang by trên đường tea đến time. cái cô đô ra The rồi đó. captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we Đây là grew quê up. hương của mình. It's exciting. Thì What's mình đi đâu đó changed? trên What's cái the chuyến tàu về same? đây rồi đó. I'm 7 ngày. starting to question whether the 7 ngày lên month's long đến như con journey tàu. was Đến worth ngày thứ it. 7 rồi mà vẫn Traveling say all sóng gì this vậy nó. way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Về That's đây just dưới đi my hâm mộ course mẹ. nonsense still rattling around in your head. Thanh niên Try My to God là forget anh what trai you của mình á. said. Nói cái I gì đó là have. khiến mình ám ảnh bây Believe giờ. it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. Mình So với we're a thanh niên little John này late, về đây and thôi. what of it? We'll retire to the Ghé khách hotel sạn and nghỉ visit her ngày. in the morning. Lên trên biển 7 It ngày will ơi. be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Con này lúc trước màu nó nhạt lắm. Oh, at Tôi cũng last. vô AMD chỉnh I'm lên thì màu nó quite mới tươi ready to tươi được get gì off đó. this cursed boat. Come on. We'll go together. Đồ họa nó thì không phải gọi là quá đẹp. Chỉ có mức chấp nhận được thôi. Nhưng mà nó xây dựng môi trường thì tương đối tốt. Cái khuôn mặt với mà chuyển động nữa, chuyển động của nhân vật animation đó, với cử động khuôn mặt mấy cơ mặt rồi thì nó làm hơi tệ một tí. Tôi thấy cảm giác bị xé hình hơi hơi á, nên chắc tôi lóc FPS này luôn cho nó cùng tần số quét với màn hình mình đó. Anh em thấy cái chuyển động của nhân vật đang đi đó hơi thô thô cứng cứng không?
con này được cái môi trường tạm tạm thôi. Phong cách này là phong cách tả thực nên muốn nó tốt hơn thì cũng khó lắm, trừ phi mấy game 3 có đầu tư scan FPS rồi đẩy lên 4K. FPS gót lúc đầu còn là chạy ổn rồi. Ok, tắt FPS được rồi. Thì chào mừng đến với trò chơi, dùng nút đúp A để di chuyển xung quanh và nhấn nút chuột trái để tương tác. Sherlock, đừng có lạc khu rừng rộng lớn này, cứ đi theo luôn là được. Chào mừng đến khách sạn Plaza del Lusso. Welcome to il Palazzo di Lusso, sir. Chỉ cần ký tên là được. Okay. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. Mọi người chuẩn bị phòng 221 hay 221B á. Anh em biết số nhà ở sẽ đúng hợp này chứ gì? No, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. Ông này nghĩ mình là ABCD. Phục vụ gì boilet với sàn dưới này khổ vậy? Thời đại thì vẫn còn cái giai cấp mà bối cảnh châu Âu Trung cổ á, của bối cảnh châu Âu mà mấy chục thập niên trước á, nên là phân biệt giai cấp nó vẫn còn cao lắm, mặc dù có người da màu vô đây à. Muốn uống một ly không? Không, mới say xỉn nói trên tàu la liệt trên mà uống. Thì lần trước là tôi nhớ cái vụ điều tra cái vụ án cây gậy gì rồi đó, tôi chơi cái đây cũng cả năm rồi không nhớ gì hết. Đây, vì lễ đen tối như nghe điều. Sau khi rẽ vào góc phố nhìn thấy ông ta một thầy gọi hồn, lâu bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh. Tôi nấp trong một bia mộ. Lẽ thường thì tôi phải bỏ chạy, nhưng nghĩa vụ của tôi đối với các bạn độc giả quan trọng hơn là mạo hiểm đến tính mạng của mình. May mắn thay mà cà gồng không chú ý đến tôi và tiếp tục nghi lễ đó. Ông ta nâng một người phụ nữ lên khỏi mộ và ra lệnh cho qua giết hai người đàn ông ở gần. Sau đó họ hôn nhau làm tình tà ác trong chiếc quan tài mới được khai quật cô ấy. Ông này viết chuyện kinh dị hay chuyện khiêu dâm vậy? Tôi có được một số bức ảnh của các nạn nhân, nhưng không may là những thứ này bị cảnh sát tịch thu. Tại sao ta? Ông này không biết là ấy nhà báo không hay là nhà báo tự xưng á. Hồi xưa mấy cái tạp chí lá cải mà tung tin mấy cái đồng thổi như thế này nhiều lắm. Phòng 221B ở tầng trên, tôi nhớ nằm đâu đây nè. 223 222 221 đây. I apologize, sir, but your room phòng mình chưa sẵn sàng, chắc là đem phục vụ đi dọn phòng hay là gì đó. Mình xuống dưới sảnh. Cũng phục vụ cái món gì miễn phí cho khách hàng á. Rồi ok. Let's check what they have on offer. Hey Sherry, just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Trứng luộc trứng nước sốt ở Holland ai à? Quý tộc gì mà phèn vậy? Gì đây? Hey Sherry, gặp mai rồi. Just our luck. Chỉ vô bảng hiệu nữa. A medium job. Đúng là chán nản cái chuyện này thiệt đó. Come on, it's not like we got anything better to do. Gặp gỡ thầy đồng á, đây nhiệm vụ. Hay đây các cảnh thầy đồng đây cái gì? Tranh vẽ như tranh cứu quả vậy. Excuse me sir, but I believe Mr. Galich is conducting a seance. Trong lúc chờ đợi hẳn ngày muốn vẽ chân dung. Thanh niên này chắc nghệ sĩ. Pardon me. Why should I sit for a portrait? Tại sao tôi phải vẽ chân dung? Sir, đó là nghệ thuật. It's art. Cầm kỳ thi quả một trong 7 kỳ quan nghệ thuật. All things require 7 bộ môn nghệ thuật chứ. Thanh niên này thì chủ nghĩa di vật hơn là di tâm. Nên anh không có muốn cái thư gọi là nghệ thuật đó. That's backward. Truth is not subjective and not complicated. Chỉ đúng hoặc sai rồi. Chủ nghĩa hiện thực quá luôn. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Cũng đẹp chứ. Tầm thường. Thanh niên Sherlock này theo chủ nghĩa mà hiện thực rất là nhiều. Mấy thanh niên mà môi giới bất động sản hay là chứng khoán hay gì đó. Come now, Sherry. What did he do? Lại gặp Sherlock hôm này chắc bỏ nghề sớm luôn. Rồi, đi lấy một ít thôi. Okay, chán. Lấy dĩa nữa được không? Không. Thôi. Everyone loves Benedict's batch. Đem cho thanh niên này đây. Lúc trước tôi đi chơi với đoạn này nè. Đặt dĩa anh bạn. Cordona's even quieter than I remembered. Cô nào không? It's going to be a long evening. Come now, Sherry. Rồi giải trí. Chơi trò chơi nhỏ của mấy thanh niên sẽ lúc hôm tối ngày xin lửng thôi. What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, tại chân gì chủ yếu là bộ não ngứa ngáy á. No,
Đó đứa quên cây gậy trên bàn, thì mình bắt đầu vận dụng cái tài năng suy luận của mình để tìm chủ nhân cây gậy. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Sao mình hết hả? Deliver it to nhân viên làm nhé. Đó. Chữ chân này là sai chính tả nha. Chân trong mà chân bài á mới đúng chứ không phải là chân trong chân cất. Slapping oneself in the face is also something to do that doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Được quá. Rồi. Giờ mình xăm soi cái gậy này. 0/3. Cái màu vàng này là giữ chú trái vô để xem xét. Tay cầm đầu bức tượng bằng vàng người Java đến cấp một người đời. Cho thấy dùng cái dùi cui. Vì cái gậy này là để tự vệ chúng phải dành cho mấy ông già. Cái gậy là bằng gỗ mùng đã mòn, không được chăm chút. Nhiều vết xước chú đánh vậy nè. Vì chủ nụ chủ của nó cũng không được chăm lo cho nó cho lắm. Gì đây? Huy chương mô tả củ đổi trên đồng cỏ, gia đình Felmidow của Carven. Tên bắt nguồn tiếng Anh cũ là nơi có củ đổi. Những khí đắt tiền phô trương, chủ nhân nó quý ọc, hoặc anh mão phẳng nhẹ dạ. Rồi, không nói theo. Alright, I hope you noted down your observations in your case. Tôi nhớ là ghim bên mối và kết nối dữ kiện nhiều lắm. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if rồi mình đi sẽ hỏi khách khứa xung quanh đây. Sẽ lóc có thể hỏi những người đang đứng nhà manh mối, nhấn xe để mở cửa sổ điều tra. Ghim chứng cứ nút ít ngồi trò chuyện với ai đó. Đây. Cái gậy mất kích, tích là nhấn nút ít để ghim. Nó có ghim sẵn nè. Thành cái ghim nè. Help me please. That's a question I can answer. Có ba người ở bàn đó, một tôi, một sĩ quan hải quân đã về hôn, những người quan sát không chắc chuyện gì đã xảy ra với đôi đó. Tức là có ba người ở đây là một cặp tình nhân với một ông sĩ quan về hôn. Tôi nghĩ là cây gậy của cái ông đó thôi. Ông sĩ quan đã ra phía trước vườn để hít thở. Ông này thì góc nhìn đẹp hơn nè. Pardon, monsieur. Tôi lỗi nhìn bạn, không có thời gian để trò chuyện. Anh này thấy gì không? Why not? Let's see how good you really are. I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Thì ông này sẽ phục vụ mình, chỉ đi ra ngoài vườn thôi. Chắc là cái chỗ mình đi vô nãy, đây đâu có đường nào đó đâu. Có mỗi cái cửa đó đóng này. Nhấn Q để tập trung xem xét lại những chi tiết, những mục tiêu. Đừng quên ghim những chứng cứ quan trọng, số manh mối sẽ không thể nhìn thấy nó. Tức là mình không có ghim đúng cái chứng cứ á, thì mình đi hỏi người ta sẽ không có trả lời mình về cái đó. Đâu, nhân viên người Ireland, nhân viên ngân hàng, nhạc cụ dây đáng mến. Người gamer khám phá. Tức là bật Q lên mình có thể nhìn thấy những manh mối cần thiết. Soi được cái thông tin cái giao phả người ta luôn. Giác quan Sherlock Holmes đấy à. Còn hơi giác quan của người nhận đó. Ai làm dược sĩ tạo biển. Trong ngoài vườn thôi. Khoan, hỏi ai trả được cây gậy không? Mình đã đi quên cây gậy bàn tôi. Trả lại nó. Đưa lễ tân là nhanh nhất. My apologies sir, but I wouldn't know how to identify its owner. So the simplest option ended in failure. Đơn giản nhất cũng thất bại rồi. Irritating. Bắt đầu đi tìm thôi. Đúng là game thiệt. Nhưng là bỏ qua. Ok. Don't be so lazy. Phá giỡn lực hả? Người Anh Lan kế toán, người Pháp kỹ sư. Ngày này mà có nữ kỹ sư nhớ nhà thân thiện. Người Thụy Điển cán bộ sống trên tàu đáng mến. Ngày nay đây. Người Hy Lạp nhà thám hiểm, làm hại động vật á. Người Đức bác sĩ. Cua cán bộ có giống một khẩu súng. Chú xuống cho người mà soi cũng thấy Thụy Điển thẩm phán, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu rồi đây. Đó, ông này là với ai nữa? May I ask for your assistance? Tôi thể nhờ ông giúp một việc không? You're talking to the right man. Đó, sĩ quan hải quân chính là ông Ghi Hốt, người đã ngồi cùng bàn với cặp đôi hồi nãy. Người đang ông bàn gì du hiền, người phụ nữ thì đi qua với cây gậy. Chắc cô ta đã đặt nó qua một bên. Giờ khi gặp thầy Đồng, ông chồng nó quên mang nó theo. Thầy Đồng là cái ông thầy nãy trên bản hiệu nãy mình nhìn thấy á.
Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the séance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this. Trả lời cây gậy cho chủ nó thôi. Thì chắc đi vô mà cái giỏ không khởi động vậy đó. Dùng này rồi mà. Gỡ khởi động nè. Để lấy kim này thôi. Đến xuống mở rộng. Thì đồng nãy là hình như là đây, mình hiểu đây. Bên này nè. Do nè. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Lên có lẽ chúng ta sẽ gặp ma đấy. Có nguyên cái quả cầu bối toán chim tinh thần gì ở đây không nè. Cái cảnh này đúng chỗ rồi. Gì đây? Bino hả? This hotel, this island, it's full of thieves. Khách sạn này, hòn đảo này toàn trộm cướp. Trước là cây gậy của tao. Buông tao ra, mày biết tao là ai không? Take your hands off me. Do you even know who I am? Cây gậy nào? Không đi quên nó trong bàn á. Hey boy, that's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom made. Đùa tí thôi, làm gì căng vậy? A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Ông này ít ra cũng tôn trọng mình quá hả? It is rare to encounter a straight finger. Ông mới đấm cái ông. These days, what a gentleman. Bà đó thầy đồng hay ông đó thầy đồng đó. How did you know I was the rightful owner? Chém gió. Tôi chém gió nên tôi biết. Mặt mặt ông đỏ đỏ vậy. Da xương đỏ. Dấu hiệu của nghiện rượu á. Vào rất sành điệu, quần áo này mà đắt tiền á, nhìn nó đen đen bẩn bẩn vậy đó. Nhẫn đầu cua tỏi, không mang nhẫn cưới. Tay, cái tay mới đấm tao nè. Vừa dùng bạo lực với ai đó. Tên quý tộc anh nhầm chán thôi. Theo biểu tượng của quy hiệu trên chiếc nhẫn và cây gậy Hy Lạp kiên của ông ta thì khá chắc ông này lãnh chúa Gavin, tay quý tộc anh giàu có. Thời xưa dân châu Âu có tiền rất thích đi nghỉ dưỡng và đi du lịch vòng quanh cái khu đó luôn. Tại hồi đó làm gì có thú vui giải trí gì khác đâu. Nói chung là chỉ đi chơi vòng vòng thôi. Gương mặt sưng đỏ, không chịu nổi cắm rượu rượu nào. Mới uống rượu xong mặt mới đỏ nè. Đúng con tay cũng đỏ, học đấm bốc lần cần thi chất. Con này xu hướng bạo lực mới ha. Muốn khó chịu gì không thấy gậy đâu. Tức giận một vụ trộm kim cương nữa. Nhấn phách để xác nhận nhân dung. Đây, này là tóm tắt lại những gì mình nói. Thì dạng như này cái hồ sơ nhân vật nhé. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong middle-aged man. Người đàn ông mạnh mẽ độ tuổi trung niên thích phiêu lưu dòng máu quý tộc đam mê luôn mạnh. Chém gió vãi cả. Chỉ được một đường. Tất cả là cái miệng lưỡi vẫn còn biết lình thôi. Lord Craven. Marvelous. Xuất sắc. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond. Tìm viên kim cương của ông này mới bị mất không? Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police. Ông gọi cảnh sát đi, mất đồ mà đi tự nhiên. Tinh thần ớt ơ nào vậy? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick, and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Dùng bạo lực giải quyết vấn đề à? I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Mình sẽ hỏi cái vụ gì trong buổi hội họp trước đi. You insist the medium robbed you during the séance. Biết chứ tình tiết cái gì? What occurred exactly? Ah, it was a dirty trick. Nó chưa bẩn. Bọn tôi đang ngồi trong bóng tối niệm kinh và nắm tay để nhìn nó bảo. Chanting and holding hands as expected. Then something began to appear from the thief, like tên thầy đồng, mây mù, or a bubble. Bong bóng à? The swindler called it ectoplasm. Ah, yes, common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, chạy. And Emma fainted. Emma I lit the candle, đồng and the diamond nó. Was gone. Hỏi gì How does a priceless diamond become the subject of a séance? Sao lại dùng viên kim cương làm nhập tế?
Emma wished to speak with its former người chủ cũ của nó. My grandfather told con Emma muốn à? Emma là vợ ông này phải không? So you were summoning long dead Indian royalty and pray tell. Ông hy vọng ta nói tiếng Anh với mình đó. Đúng tròn luôn. To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king. Nhắc cái Emma này 2-3 lần rồi đó. Chủ yếu cái mục đích của con Emma này thôi. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly etched. Còn cái nào khác? There's not another like it. Độc nhất. Rồi, anh sẽ đi xem xung quanh thôi. And don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Trong trường hình trộm này á, bóng ma quá khứ nhấn Z để đánh dấu những khu vực tương tác xung quanh. Thanh niên này tên John, chắc vô đây hóng chuyện thôi. Đó. Này tấm màn mỏng hay gì? Thank you for helping us resolve the situation, sir. Ông này dạng nhân viên phục vụ được mời vô đây là để theo dõi cái vụ này. Có chấm màn rồi. Việc tập trung giúp bạn thu được những chi tiết nhỏ hơn về thế giới xung quanh. Khi thấy một cái vòng tròn như thế này, nhấn Q để quan sát vật đó rõ hơn. Q. Đường rãnh hình bầu dục. Kim cương 104 carat, đường kính 1.3 inch. Có khi nào ngậm vô miệng nuốt được không? Này gì đây? Huyền diệu. Hơi ít là không thể phân tích ra được. Xe lóc này thì ngoài cái xe lượng thì còn có tại Violin nhưng mà nghiên cứu rồi nữa. Dạng như hóa học kỹ sư, nửa gì vụ có điếu xì gà. Vì là ông lên kia ông ngồi đây. Cái ông mà cái gì, lãnh chúa nãy ông ngồi đây. Chỗ này thì chắc ông thầy Pháp rồi. Bên này thì chắc bà Emma không. Đây Emma có thể, ông đó có thể ngồi đây để đi bị bể này nữa. Có vết phấn sáng quanh mép ly cụ này, vậy chắc bà nó ngồi đây đó. 4 năm rồi. Còn bước. This brooch is old. Cái cài cũ rẻ tiền, thiết kế bơm điện với sức hấp dẫn của nó. Rồi đủ 5/5. Manh mối mới cho cung điện ký ức. Hỏi chuyện hôm nay ơi. Đừng có nhoi nữa, để anh tập trung khác. What happened here? Thì gì xảy ra? The ghost. Cô ma chưa hỏi như bình thường. Thì cái bà phụ nữ kia kêu lên. Chỉ với ông ra bên. And there was a shadow, such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the dark. Who else could have? Cho anh thứ hai, hỏi xem có linh hồn ở đâu. Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? Mũi bị gãy, thằng điên kia muốn giết. Ông này cũng không tin vào linh hồn nữa chứ. I suppose this can wait. Đúng chủ nghĩa dị vật luôn. I will investigate, and the culprit will be identified. Rồi, ok. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him, please. Tôi vẫn nghi cái bạn ma đó thôi. Tại mục đích của nó, từ đầu nó nhắc đến cái vụ này luôn là chỉ có em ma. Nếu bạn có thể đủ manh mối xin lỗi, mở số tay điều tra bằng nút C. Sau đó hướng lên ông cung điện ký ức. Pale skin, quickened pulse, da nhợt nhạt, tim nhanh, hơi thở không đều. Nó nói bất tỉnh. Bà này dính độc hoặc là bà nuốt viên kim cương rồi đó. Bà quả trứng nuốt được không đó? Chết không? Quite a display for the tremulous visitor. Này chủ yếu phòng trưng bày thôi. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Nhấn C. Cung điện ký ức đây. Tình mẫu tử bóng ma quá khứ. Mình đang điều tra cái vụ là ăn trộm gì chắc là bóng ma quá khứ. Này. Thu nhân ra bên đối diện cửa sổ. Cả mình bóng đêm. Giúp đỡ chọn vụ án gần đây và cái mà bóng ma quá khứ với cung điện cái gì bên đây á, nãy có hai cái á. Chọn một bằng chứng kết hợp với bằng chứng liên quan, nhận chứng cứ mới trong sổ tay điều tra và đưa ra suy luận. Chọn cách giải thích mà bạn tin tưởng, giải quyết mọi xung đột logic, tức là màu đỏ là nó đang xung đột với nhau, màu đỏ khác nhau thì không giống, trái phải à, bán cầu não trái, bán cầu não phải gì. Liên kết suy luận để tạo thành một cái phiên bản nào đó. Kết luận một người phạm đáng lên án. Phu nhân chỉ tay qua bàn. Lãnh chúa đấm hài đồng. Không liên quan. Cái áo hình bóng đêm.
Cái đầu tiên là phu nhân đối diện. Đối diện cửa sổ chỉ tay qua bàn. Tức là bà thấy cái gì đó. Vì nhân chứng trong sân ấy, phu nhân chỉ tay cửa sổ thì chắc rằng bà ấy đã thấy ai đó ngoài sân trong buổi gọi hồn. Đúng rồi đó. Hai cái này không kết hợp được, nó màu đỏ. Đi xì lần, đây. Giờ chắc mình ghim cái manh mối đó lên. À không, chứ ít nhầm. Nghĩa ít. Bạn ngồi đó nhìn ra cửa sổ này hả? Gì đây? Mới bị sướt, có thứ gì đó bị kẹt. Nó gặm nền đất luôn như đạn hay gì? Cái này giống cái mà gót giày hả? Cái đế giày hả? Không, cái gót không có giày cao gót á. Trông có vẻ mới bị kẹt chỗ này. Một chiếc giày gãy gót, chắc chắn lại là vết sướt. Để theo dõi chuyển động của ai đó, đầu tiên phải ghim chứng cứ liên quan vào màn hình. Sau đó vào cái quy, ghim chứng cứ. Mình ghim cái gót giày gì đó phải không? Không, nó tích hợp vô đây luôn rồi, đây nè. Nhấn quy. Có mỗi cái bức tượng cái cây. Phóng này coi. Are you able to help me? That's a question I can answer. Có người trong sân nhìn thấy người giúp việc đang làm gì trong sân. Anh ta để ý là cô ấy à. Cô ấy vội vàng rồi đi sau khi mới thấy một người hồn. Không lẽ tuần viên trung cương qua cho cái bà đó chạy. Cửa sổ này có đóng không? Cái gì đây? Ghi chú hơi là mật này mật gì? Mật bả, mật ong hả? À? Mật ong. Hai ve là nó tổ ong á. Là sao? Chuyện này liên quan gì không? Không, cửa sổ này có kiến. Ở trên này cũng bít nữa. Tôi không nghĩ là tuồn được kim cương ra trong vài giây gì đâu. Trừ phi cửa sổ này có thể mở thôi. Là thiết kế kiểu này chắc không mở được. Sao này bị che vậy? Of course. It is very dangerous to leave a mirror. Trong lúc gọi hồn mà để gương nguy hiểm lắm. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Đi có cái đường nè. Đi qua đây. Ở đây không gì tương tác. Chấm gì đây? Chiếc giày, chiếc giày. Giày này phong cách hiện đại quá. Watch the ammo. Đây là cái logo, cái hình cái bông hoa hồng của khách sạn á. Đây bị gãy gót nè, gãy số 4. So definitely not the ghost of a Roger. Có ai đó ở trong sân. Có người nhìn thấy một người giúp việc, nó vội vã rồi đi. No. What a shame. Our witness was a nosy maid. Nhân chứng chúng ta một hộ phòng có tính tộc mạnh. Kiếm thuê khách sạn cũng khó. Hay là đi nhờ những hộ phòng khác giúp đỡ. Is this familiar to you? Ông này quá không? Don't take it personally, sir. But I ông này nói chuyện có bốn mà thôi. Có tin nha. Khu này chỉ dành cho người phục vụ thôi. Hỏi Lê Tân thôi. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much ông safer with him handling làm this. Gì đó. Hỏi phục vụ. Can you satisfy my curiosity? Oh yes, I can tell you everything. Đây, bà này bà biết rồi. Nhân viên Lucia là trưởng bộ phận Mila mắng. Vì mang giày thường làm gì. Cô ấy hẳn là đang dọn dẹp mấy bức tranh ở trên lầu. Trên trên thôi. Còn mày thấy gì không? Could you help me? I can't help you with that, sir. Dân này bây giờ đội nón này trong nhà luôn á. Như một cái trên á. Cứ vô nhà vẫn đội nón đầy đủ hết nè. Còn dân đội nón trong nhà không à. Tưởng như đấy. Bạn chúa sữa thánh vua còn buồn tẻ. Câu đó thì nói về nghệ nhân thì... Chanh nào. Không thấy gì không? Could you help me? I would never deny you, sir, không biết but gì I know nothing about this. Dòm mấy bức tranh trên lầu. Người chắc không. Mặc quy lên dòm này. Người anh đang kỹ lưỡng, nhìn nở. Kìa. This painting looks authentic. But it's just a talented imitation. Nhìn cái không biết ra. Đây, mà finally, there you are.
One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? Giờ màu á, giờ màu vô tội rồi. You are the maid who saw the ghost in the séance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. Chưa nghĩ cho nó quỵt thạch ra vậy. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Để đồ ghê qua con anh. Chưa đâu, nếu như cái bà hầu phòng đó, bà không biết gì cho anh, bà còn bắt chuyện với mình thì chưa nên mà quỵt thạch ra anh vậy. Nói dối rồi. Với lại người ta sợ liên lụy rất tối lắm. Nói thật ra thì có thể người ta quán lộn. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Tôi là nhà đọc trên game. Chuyên thiết kế những cái vụ án về những trò chơi đu gích như thế này. Cô có thể đóng góp những trò chơi của tôi. Người chơi game sao? Các anh muốn nhắc đến tôi đó hả? Nhớ ghi công người dùng các phẩm của anh. Rồi ok. Cô biết gì không? Để tôi đưa vô game tôi cho. I was. And I saw everything with my own eyes. Kinh người quá hả? Cô thấy gì ở phòng? Describe what happened during the séance. Tôi nghĩ bà này không phải đồng phạm đâu, bà chỉ là nhân chứng bất đắc dĩ thôi. Were sitting at a table, touching their hands. Con ma, thấy ma thiệt luôn á. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? Khủng khiếp lắm thưa ngài, nó trồi lên từ ngực của thầy đồng, giống như đám mây mờ ảo hoặc như bông bóng. Nãy giờ cái tự bông bóng nhắc hai lần đó nha. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you. How did you? Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. Bà này khẳng định chắc địch nờ, thấy con ma rất gỗ gàng luôn. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something. Ông hãy động chụp được con ma. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. Được rồi, chúc con ngày luôn lành. Vì bà này chỉ là nhân chứng bất đắc dĩ thôi, chứ bà chưa biết cái gì hả. Tôi nên trở về phòng gọi hồn và dựng lại hiện trường thử xem. Rồi, biết gì cũng cứ là. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Đường nào ta? Đây, 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 đây. Nó hiện cái trắng trắng gì vậy? Lady Craven retired to her room to rest. Khi đã đủ chứng cứ, thì sẽ lóc. Quân nhân Caven vào phòng nghỉ ngơi. Ông Caven thì vẫn ở đây chờ nhân viên xác nhận gì đó. Khi đã đủ chứng cứ, thì sẽ lóc để dùng sự tưởng tượng để dựng lại vụ việc, tương tác với nút để bắt đầu. Sau đó tạo đầu phiên bản cái sự kiện chính xác. Hãy đặt những người tham gia vào buổi hội họp vào đến vị trí của họ. Cục này á, à, bấm vô là được. Rồi với đất tập trung tư tưởng đó, hả? Có cà lon của mình hả vậy? Ủa ông này là cho mình điều khiển này. Cái này là ông lãnh chúa nè, ông cầm cái ghế ông đập. Thằng kia nãy tính đâu đấm chứ mà phát ra tán nguyễn ghế luôn hả? Này là ông thầy đồng nè, đang phun cái gì ra. Cho nãy nói từ ngực, phun từ miệng ra gõ gàng nè. Có thể thổi lửa hoặc cái gì đó. Bên đây là bà phu nhân, bà chỉ vô cửa sổ là hát đó. Nhìn thấy cái bóng của bà hầu phòng nãy. Rồi xác nhận. It all began when the lady screamed and pointed at the mọi thứ bắt đầu khi phu nhân hét lên là chỉ vào cửa sổ. Ông Caven thì nhảy dựng lên chiến đấu với bất kỳ thứ gì đó, bất kể là ma người, kêu người ta gọi hồn xong rồi đập ma luôn. Thầy đồng quán lộn con người lại nên giấu con ma đi. Đương nhiên cái bà này là thủ phạm rồi, tôi nghi cái bà em ma này lắm, cực kỳ nghi ngờ luôn. Amazing. Tình trạng khả nghi, mình mới được cùng điện kiếp. Một mới và một con. Mình đi nên gặp chuyện này nói chuyện với bà em ma đó. Phòng 226, phòng hạng cao cấp nhất. Hãy 221 mình bên đây thì 226 chắc bên đây quá. Vô được không? Are you able to help me? Apologies, sir, but I've never heard of it. Không qua đường này à? 221, 221B là ở biển số nhà của Sherlock luôn. Đây nè. Vẫn chưa vô được. 222, 233.
Vì 226 chắc vô bản á. 4 đây rồi. 225. 226 đây nè. Lời đồn có thể giúp bạn điều tra một vụ án, hoặc thậm chí khi bạn thấy biểu tượng cái tay giữ A là lọc ra những từ quan trọng trong cuộc án nhảm. Giữ A nút sang trái mà. Điều khiển là WSDA Cap Ship QZEACMIG. Tập trung phân tích xung quanh. Cốt lan hầu niềm nở. Nghe anh sao? Can you satisfy my curiosity? Sir, I don't know. Chuyện lỏm mà đi hỏi chuyện ra cho được. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Là nhấn chữ trái, đè chữ trái mới được. Lọc các từ có giá trị khỏi cuộc trò chuyện hoặc không liên quan. Phu nhân Carven có hành động gì mà lại làm những người hồ phòng nghi ngờ như vậy? Mùa hè này có rất nhiều khách. Chọn cho nó hả? Công chắn gì đây? Có thời gian nữa hả? Đúp là giữ, ếch là bỏ qua. Đầu bếp ăn cắp thức ăn, liên quan méo đâu. Đã được trông chừng. Giá cả lại tăng. Hết giờ làm lại. Lần này phải nhanh tay để có mắt hơn. Tán tiếp đi. Lady Craven is not... Vô. Làm cho chồng cô ta say xỉn nghi ngờ nè, giữ lại. Giá cả không đâu. Những thói quen xấu của con trai. Ủa, ông đó không có vợ chồng á, đã được trông chừng. Có nè. Đầu bếp không? Không thể dùng dao phi lê. Vì còn cái đó thôi. Lady Craven. Không. Không. Có nè. Không. Không luôn. Nãy chọn lộn cái đó. Có nè. Ba cái đúng hả? Dao phi lê liên quan gì đó? Tôi nghe lỏm hai nhân viên bàn tán với phụ nhân Carven. Họ đồng rằng người phụ nữ đó có thể không phải vợ của ông Carven. Có thể là vợ béo hay vợ phụ của tình nhân vậy thôi. Tôi quan sát cô ta cứ giáo giác suốt cả buổi tối. Đó nghi ngờ cái bài mà đó. Trong khi cố chú sai ông Carven. Rõ ràng luôn rồi. Không chú ý tới quý bà lóng ngóng cách dùng dao phi lê. Cái châu Âu hồi xưa người ta là thể hiện cái phong thái quý tộc rất là nhiều trên cái bàn ăn. Qua cái việc dùng dao với uống rượu rồi á. Thì hồi đó đâu có dùng đũa, mình đâu có dùng dao với nĩa. Nên tôi nghĩ cái hành động của bà này không quen với dao nĩa thì chứng tỏ bà không phải là quý tộc. Nên mới bị mấy cái nhân viên này nghi ngờ. Đúng là mấy bà tám nhiều chuyện thiệt. Rồi tới hai trên lầu nè. Cái này, vô cộng này là mình đang theo cái vụ này á. Vô thôi. Cái cảnh này. Đúng rồi đó. Trên bàn có bức thư bị xé. Cây gậy để trên bàn kìa. Chai rượu đổ cái ly vỡ. Còn con dao nữa. Cái đéo gì thế này? Bà chết luôn kìa. Có dấu vết trên cổ kìa. You're here at last. Anh cũng ở đây, tôi hề không làm gì cả. Vừa vào đã thấy cô ấy như vậy rồi. Tin được mép quá. Báo cảnh sát rồi. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. Ông này không tin được cảnh sát. Vì ông sợ. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Điều tra tin trộm chứ không phải ông giết rồi. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one. Ông này cũng tin tưởng mình chứ không có phong thái chống cự hay là gì á. Mềm lòng quá ha. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Thanh niên này đang chán. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the séance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. Emma có đấy không? And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Nhân viên đã đưa Emma vào phòng, cô ấy vẫn còn chóng mặt lắm. To her room, she was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Nổi coi ông này ở đâu đó. Where did you go instead? To the bar. Ông này ở ngồi ở bar. Đợi gần tiếng rồi. And how long did you stay?
I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Thầy đồng ở đâu? Is Mr. Galici still being held, and where did the servant secure? Ông Galici gì bị nhốt rồi hả? Ông 225. Ông này 26 chắc cặp bên phòng nãy mình dầm đó. Well, I will have để tầng mà đưa chìa khóa cho ông này, ông đấm chết thằng thầy đồng đó. Now we arrive at the tragedy at hand. Sau đó ông đã làm gì? So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer. Đến gần xem thấy chết rồi. Bên cạnh viên kim cương. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond quay lại là cuộc sống một trong tù. Tại sao? You must help me. Let me see what I can find. Ông này ổng phát hiện cái vợ ổng chết trong phòng mà ổng không báo với ai luôn. Ông đứng đây đợi mình vô. Mình vô đúng lúc hay là ổng đang che giấu vụ gì? Do something about it, Holmes. Rồi rồi rồi, đừng có nạt á, ông nói. I did not do it. You know that. Trên cổ có vết bóp rõ ràng nè. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Chưa thấy cô ta bóp cổ bên tay không? Ông kia ổng đấm thôi chứ tôi nghĩ ông không có bóp đâu. Nhân viên gương đây. This must be the missing diamond. Kim cương bị mất to đấy. Giờ bị vấy bẩn mãi mãi thôi. Bọn nhét nó vô cái lỗ nào cái gì mà vấy bẩn. Này, mình mối cuối cùng. Everything was tipped out of nhiều thứ bị đổ ra giường giống như bị đục lội. Đục cái gì đó. She stole the stone. It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Chim gió đùa nó chứ. Giờ kêu thầy đồng gửi hồn ông này lại hả? Bình thường đồng khao giá rẻ phá lỏng lẻo, cứ lỗ phá lội giỡn thôi. Dép. Chấm vàng, chấm vàng. Chấm vàng đây nó. Chỗ này gì mà nắm cái manh mối. Viên đạn hả? Phấn phủ phân hồng mỹ phẩm chứa thiên ngân mascara. Nguyên một bàn thờ toàn mỹ phẩm. Đúng rồi đó. Hồi xưa mỹ phẩm nó rất là độc hại luôn. Do lúc đó là chưa có cái cấm ba cái chất hóa học độc hại đâu. Thậm chí thời Trung Cổ mà còn dùng chì nữa nha. Thì bây giờ hồi đó chứ hồi xưa dùng chì, bây giờ dùng thủy ngân là cũng độc không kém. Tất nhiên là ba cái đó thì nó làm trắng nhưng mà rất độc hại rồi. Bây giờ đã cấm hết rồi. Quá lòng đá giả. Dĩ dưới là còn một tầng nữa. Dấu đồ gọn phết. Sao cô ta có thể nhét vào đây được? Sao tôi không tra được nữa ta? Con bướm nào, con bướm nào. Cái nhẫn lạc quẻ, những cái khác thiết kế cũng ngoan ngoan. Con bướm nãy mình thấy ở trong mà cái lúc điều tra cái đầu tiên ngay các bạn dưới. Chờ cái áo phá của ông thầy đồng á. Mấy cái lá thư hả? Vài nghìn bản, không, cái này dạng như là cái gì ngân phiếu gì đó, để khi mà cái tờ giấy mình quẹt quẹt vô ghi chữ vô đó, để đi lấy tiền ở ngoài ngân hàng á. Trái phiếu, cổ phiếu, ngân phiếu vậy. Audactor Sabit gì ấy? Virtus or Dactus Sabit. Vì tốt, sự dũng cảm mang đến niềm tin. A unique family motto. Cái này liều mạng với dũng cảm gì? Giờ phải trả giá bằng tính mạng rồi đó. A victim with a checkered past and poor taste. Mình hỏi ông này coi. Ghim cái hộp trang sức lên hỏi ông này. Biết gì cái gì gớt vậy? Ông biết gì về cái vụ này không? Ủa không cần ghim lên hả? Chỉ cần đưa lên thôi. Đây, ngăn kéo ẩn. Rồi thấy món trang sức bí mật hay khác thường ông có quen không? Con ả lừa đảo hả? Trước chuyến đi mấy món này đều bị cuốn sập. Tôi phải mất công đi trình báo hết tất cả những thứ này cho cảnh sát. Có khi ông này cũng không biết thiệt. Con Emma đó, tôi nghi nó từ đầu đó. Nó có con bướm, cái nhẫn con bướm chung với mà thằng nãy nữa. Cho coi ông này biết về cái nhẫn không? That's a third rate piece of hàng loại ba như thế này chẳng bao giờ mua hàng luôn. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? Trang sức đưa đủ xịn với cô ta mỗi ngày được một món. Đúng là đại gia thiệt. Hỏi nữa được không? Không được thôi. Giờ mình
chưa bao giờ thấy đeo nó. Đức tướng trận phi hoán đóng trang sức này. Ông ta khẳng định nếu Emma còn sống, ông ta sẽ giết cô ả thì sự phản bội này luôn. Đây, bây giờ mình xuống mà chưa lấy cái phòng lễ tân, chỗ lễ tân lấy chìa khóa cái phòng ra hay chi, phòng 225 nè. Là cái phòng cặp chết bên mình nè. Ở điều này sao nó mắc tình tường, gần giống mình. Đúng rồi đó, gần giống tôi đó. Người gì mà đẹp thế. Chị giờ phải xuống lấy chìa khóa thì chưa vô được. Mưa lớn quá nè mà. Không biết cái tiếng mít nó có bị bể hay gì không. Nhấn nút lên để nhanh chóng ghi bằng chứng mà không cần đến sổ tay điều tra. Trái phải để thêm những đọc thêm. Đưa chìa khóa phòng Lukic. Ngài là người trung lập đúng rồi đó. Đừng đưa ông Kaven, sợ ông này đấm chết ông thầy đồng báo nữa. Ông này muốn giữ uy tín cái khách sạn. Có người chết thì còn uy tín gì nữa không? Không, chắc ông để tầng thì chưa biết có người chết đâu. Ông chỉ mới biết cái vụ ông mà mới biết cái vụ mất trộm với ông thầy đồng. Bị giam lỏng mình kia thôi. Chứ biết cái vụ có người chết cho ông quản lộng á. Kể cho người nghe ông đã thấy những gì. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. Phu nhân Craven muốn thấy linh hồn. Ông này thì đã chịu hồi thành công rồi. Đủ thừa linh hồn lấy cấp viên kim cương đó chứ. Cảnh sát bộ tinh à? Chuyện tâm linh này mà quản được. Ông này ông không sợ nha. Chứng tỏ ông biết là cái viên kim cương không có người ông à. Điều giá thế giới thật này hơn. Thay vì chịu hồi mấy linh hồn. Thì bối nói dối ăn tiền. Thì nãy bị đấm nè. Đây cổ áo nè. Có sự không đồng màu dùng rất nhiều lớp trang điểm. Làm sao? Tức là che giấu cái vết tích thì là cái gì? Thì hình xăm phải không? Rất gầy, trông như bị suy dinh dưỡng. Bàn tay được tôi luyện khéo léo. Ảo thực sư hả? Vết xước còn mới, hơi gớm máu. Đâu biết gì rồi, suy dinh dưỡng. Mũi chảy máu vừa bị đấm, ông ta lúc trang điểm để che bệnh suy dinh dưỡng. Trang điểm đây mà che suy dinh dưỡng nữa. Tôi nghĩ ông ta cố gắng lắm rồi, nhưng việc kinh doanh chẳng thương xẻ gì. Đôi khi còn phải nhìn năng nó khổ gì đó hả? Sao tôi nghĩ là cái ăn chậm thôi. Đây nè, bàn tay gầy guộc của ông ta chắc chắn một bên chậm được rèn luyện nó móc túi một cách tinh vi rồi. Thì mình xem xét hồ sơ ông này là ăn chậm đi. Không tin nóng cho lắm. Nói chung thầy đồng thầy bối là nghe mùi là sạc mùi nghi ngờ rồi. No, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. Ông biết cái vụ bà kia chết chưa? Not in the necessary state for sạc mùi lấp liếm luôn. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? Làm thế nào? How? Nghe thấy có tiếng động. In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Ông này ông khai là cái lão Craven. To be a medium, perhaps you could ask hỏi a spirit why. Hỏi đi. What? Hỏi đi gần thám tử cảnh sát nữa. Too dangerous. Oh well. At least I can make the dead talk. Chụm gió á. Đưa cái nhẫn ra hỏi không? That's a remarkable pin of yours, Mr. Nói chung với cái huy hiệu cài áo hồi nãy không? The butterfly? It's a reminder of thời gian hạnh phúc tới nhớ. What a coincidence. Bà Craven có con cái đó. Craven had a ring with the same design. The coincidence indeed. Trùng hợp hả? Nghe cái tiếng nhạc nó mà trùng hợp. Common theme in jewelry. Gió á. Kể về vết cào ấy, trên tay đó. It was those savage servants. Mấy người hòn hồng dễ mày. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Lúc này anh chếp gió, nhìn cái máy vậy. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unwieldy. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Tôi mong dành thời gian đến với dinh thự với tôi. Kể thì đừng nói chuyện với chồng tôi, không bao. Cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn. Nôn nóng mấy lần nữa nói chuyện không ấy. Nữ ba tứ, có mùi nha.
Hôm nãy như cũng chịu hồn cho ông chồng nhập vô mà ổng để nói chuyện với bà nữ bá tước nha. Sắp được mà chui dạng này. Dụng cụ phương tiện ảo thuật chuyên nghiệp. Mặt nạ gỗ, đồng hồ cá, cái hộp. Một chất quen thuộc mà giúp nhiệm mạo lên bằng nội hồn. Đủ với phân tích. Sherlock này thì ngoài cái tài năng violin thì còn có hóa học kiến thức vật lý gì đầy đủ á. Một số bằng chứng thể dùng phân tích hóa học để kiểm chứng. Nhấn C mở số tay điều tra, dùng nổi bật các bằng chứng được đánh dấu với biểu tượng phản ứng hóa học. Nhấn E để bắt đầu phân tích. C, biểu tượng phản ứng hóa học là cái bình hóa học này hả? Nhấn E để phân tích hóa học. X đi dòm. Dòm lên thấy gì đâu? Này là gì? Ghim chứng cứ. Mấy cái nào chứng cứ gần ghim đó hả? Thư mời, bà này lừa đảo thôi. Ủa bà này là bị ông nó lừa đảo thôi. Nhấn nghe phân tích hóa học. Làm toán à? Sao? Kéo hai chất thử vào. Kéo chúng vô phản ứng hóa học. Liên kết những thứ thử vô phản ứng hóa học. Chuột phải. Kéo chuột phải liên kết. Ủa cái này cũng chuột phải nữa. Kết hợp chúng để cho ra kết quả khớp với công thức hóa học. Phản ứng cộng kết hợp hai chất tử. Phản đổi là đổi hai thuốc thử âm sang dương hoặc ngược lại. Tăng lượng chất thêm một chất. Chả hiểu cho lắm. Giảm lượng nhân đôi giá trị hay chắc là cộng trừ nhân chia đó. Nó ghi gì thôi. Kéo vào đây hả? Ba đỏ hai xanh. LG giữ liên kết. Chuột phải giữ liên kết. Cái gì? Có hai cái này. Nó vô này á. Ủa? Kéo chúng vào phản ứng hóa học. À, phản ứng hóa học lần này tôi nghĩ ở chỗ này nó có 5-6 chỗ à, sau này để mấy công thức đó. Đổ cái này vô đây là hình hai xanh ba đỏ. Kéo này vô đây ba đỏ hai xanh nhấn bách xác nhận. Sau này chắc cộng trừ nhân chia thôi. Cho mình 3 biến thì mình ra kết quả cuối. Phản ứng cho thấy là nồng mũ cao su lẫn phốt pho nguyên tố hóa học này rất nguy hiểm khi ngậm trong miệng. Chỉ thế đã rất thất vọng. Nhưng nghĩ mình bị một cái gì đó. This medium has burst, just like a rubber balloon. Ông ngậm cái này trong miệng hả? Ông chém gió nha gì? Do you realize just how dangerous? Biết ngậm phốt pho trong miệng nguy hiểm như thế nào không? I beg your pardon. I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talent, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your level of understanding. Tầm hiểu biết trần tục của mình như thế. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look. Nhà máy diêm như thế nào? Cái thời mà châu Âu hồi xưa nổi nhất là cái giò hoạt động cái mấy cái mỏ than với lò máy diêm. Vô mà mấy công nhân lò cái xưởng diêm đó một thời gian sau là coi như bị ung thư hết hoặc là bệnh rất là nặng luôn. Thẳng là có ai đó quầy ba ở trong thấy ông ta xuống quầy ba hỏi rồi. Tôi không tin cái ông đó cho lắm. Sorry, maybe a guest. Có gì khách nào gì ông này không biết. Mạng giòn mà. Can you satisfy my curiosity? Friend. Đó, không biết chuyện nào. There is something I know about this. Nhưng chứng bảo rằng lãnh chúa Caven chỉ ngồi chút ở quầy bar sau đó đi đến phòng gọi hồn. Một mới nhật ký của John. Trong này còn
gì mình có thể tìm không? The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. Không có gì trong này cả. Không luôn. Bây giờ mình vô cung điện trước giúp mình mối lại. Hồi nãy là mình có nhân chứng trong sân rồi. Cái mình mối là đây, đây là hình gã áo với nhẫn cứu bóng đêm. Luca và Ma đã nhập nhau trước đây. Luca và Ma đều có trang sức hình bướm đêm. Họ có thể có điểm chung gì đó. Hai đứa đều ăn trộm với gì đó. Em Ma đã trộm đồ của lãnh chúa nè. Luca là lãnh chúa cả bên hàng xóm không? Không không, hai này với hắn rồi. Cái này cũng phải hàng xóm là bạn gần phòng á. Ông 226, ông 25 với cái ổ pháo cài được. Là tôi nghĩ cái thằng kia nó đục được cái ổ pháo à. Đó. Luca có thể dễ dàng chật cài được. Dích xuống cùng mới. Trộm nè, hai cái này trộm liên quan với nhau nè. Không phải à. Cái này liên quan không? Liên quan rồi. Lãnh chúa Caben có thời gian để giết Emma. Tên sát nhân nhưng mà chưa biết được. Tôi không nghĩ thằng lãnh chúa đã giết đâu. Như vậy đơn giản quá. Rất là đáng nghi cái thằng mà thầy bối luôn. Hai vụ này luôn nè. Đó được rồi. Tên sát nhân bỏ lại viên kim cương. Nếu vậy với tiếng xô xát thì lớn lắm. Thì lúc đó là cái thằng Luca là nó phải nói gì đó. Người hầu vô lỗ mà. Không liên quan. Đây 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 đây. Người hầu nó biết trước. Ông thằng này nói người hầu. Mấy mình nói này không liên quan được với nhau. Lãnh chúa đóng tên lắm tên thầy đồng bất khổ không à, cái này cũng không đây 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 dích cào anh ta Luca. Tôi nghĩ là nếu như cái vụ này hỏi người hầu là nó ra liền. Emma trộm đồ lãnh chúa. Lãnh chúa đóng tên thầy đồng. Đi hỏi người hầu coi. Nãy ai áp giải không về phòng đâu. Kim lên. Such a shame that Inspector Placido vanished. Không không. I'd feel much safer with him handling this. Có người chết nào ông ơi. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Hỏi sao ta? Bây giờ cái chứng cứ nào? Làm sao? Tức là đi gặp ông kia hỏi cái vụ đánh đấm nè. Báo cho thằng ông đó biết là cái thằng này là thằng chồng. Không gì mới nữa. Someone was not happy with his post. Ai đó không vui với bài viết của ông ta. Bức thư việc bồi thường là dẫn chúa Caven là hứa bồi thường lỗi lầm trang trải chi phí điều trị và dập tắt vụ bê bối. Đỗ quan cánh tay bị thương. Bức thư về việc bồi thường. Đây đây đây, hai cái này liên kết nhau đây.
tỉnh chúa Gavin quay kiểm soát cơn nóng giận. Vì là viên kim cương nè, giúp Emma nè, Emma dĩ Emma cũng thấy cào để đến đây. Lĩnh chúa Gavin mới chậm đầu của ông ta. Vậy từ đây mình kết luận được cái ông này luôn đó hả? Không 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 đâu. Như vậy đơn giản quá. Còn mấy cái manh mối này chưa liên kết nhau nữa. Nếu đơn giản như vậy thì mình kết tội nó luôn hả? Xếp lại trước đây tính. Kết tội luôn á. I am needed elsewhere. Mình còn hỏi thêm gì chứng cứ thôi. Vẫn như thế này vẫn hợp lý hả? Chưa gì kết tội rồi. I am needed elsewhere. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Coi được trên cái bàn tay bà này. Cũng không thể hỏi được ông kia nữa. Someone was not happy with his post. This is all just a big... Hỏi về bức thư này. Spirits confirm it. Chỉ có kết tội thôi. I am needed elsewhere. Vậy giờ mình không thể hỏi ông đó được nữa hả? This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Không biết ai gửi bức thư rồi nữa. Backers would find this place incredibly dull, don't you think? Giờ hỏi Lê Tân à. Could you help me? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Such a shame that Inspector Placido van. Bây giờ là đang bí. Đi hỏi gì cái lời đồ, tôi nghĩ không phải đâu. I feel much safer with him handling this. Can you satisfy my curiosity? Don't be angry, sir, but I truly don't know. Giờ ông lại kết luận ông đó phạm tội luôn. Thằng thầy đồng sao? Hai đứa đều là ăn trộm mà. Còn manh mối nào mình để sót không nè. Nãy ai áp giải nữa vậy? Hỏi gì cái vụ chết trước trên cánh tay. Có phản kháng mà không có nói gì về chết trước hết. Nữ bá tước Lemon. Lemon. Không hỏi gì bức thư được rồi nào.
Thư mời thì cũng không có gì đáng nghi. Còn cái này không biết cách dùng. Can I ask you a question? I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Nói về cái chết hầu được. This is all just a big. Misunderstanding. The spirits confirm it. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Đi ngay tự nhiên như ma vậy. Take me to the best of places, Sherry. Bây giờ một kích thổi ông kia, còn hai là gì vậy? Bây giờ không còn gì nó nói nữa. Cánh tay bị thương. Không có cái nào để mà kết nối nữa. Giờ thì mới liên kết với Luca với Emma nè. Cửa này khóa. Phòng này không vô được. Tìm manh mối liên kết kêu gì trời. Đây cũng xong hết rồi. Bây giờ mình bắt chuyện với ông kia là có bắt ổng nhận tội thôi. I am needed elsewhere. Xếp lại cái đây rồi kết tội. I am needed elsewhere. Tôi không hiểu ông này hữu phạm đâu, chẳng ông thầy bói thôi. I cannot cover for you, Lord Craven. The facts are conclusive. You murdered your mistress. It wasn't me. Không you have no thì. Proof, not a whit. Thì mấy em nói đó, cái này chẳng như lý cả. Đánh nhau thì mới đấm ông kia đó. Có thời gian giết. A couple of whiskies go down fast for an alcoholic. That left you plenty of time for murder. That's ridiculous. I am no alcoholic, and there are witnesses nghiện who will attest I was there for at least a quarter ngủ. Of an hour. Chọn hết ba cái rồi. You entered the room just as Miss Emma was hiding the diamond. Discovering that she was the thief was the final straw. Preposterous! I didn't know a thing about it until you showed me her stash. Gần đây ông đã đánh nhau. You have bruised knuckles and you look a mess. The poor woman fought for her life and you bear all the evidence. This whole evening was a mess. You know I got into a scuffle with the medium. Thì đánh nhau lúc vòng ngoài đồng. Nothing has changed since then. Cái tội gì đó hả? Có bằng chứng méo ở đâu? Plenty of proof, sir. The police would certainly arrest you. Không có đơn giản ông này là thủ phạm đâu. You said you would help me.
I had nothing to do with it, as you will soon see. You are dangerous, Lord Craven. Beating your servants is one thing, but murder is another. You will not get away with this. I'll get out of this, Mr. Holmes, and I swear I'll find you. I will find you. Don't you bastards dare touch me, Holmes! You'll rue the day you gave me my cane when it comes swinging at your head. Cũng là hôm nay thôi. Không, tôi không nghĩ đơn giản đâu. Claim his innocence, he should be more careful how he talks. Money talks too, Sherry. Let's hope it's not too loud. Lót đây, tôi lót đây. Kết thúc vụ án luôn kìa. Quả cảnh mới luôn rồi. Fun, Sherry. I'm buzzing. Tôi vẫn không nghĩ ông đó là thủ phạm đâu. Tại vì ông thầy đồng quá nhiều điểm nghi ngờ. Tôi vẫn nghi ông thầy đồng thôi. Để lót lại coi lại mới được. Those people made their choices. If you swan about with a diamond, giàu có là điểm yếu à? Wealth is a weakness, so we must blame those. Giàu có là nguy hiểm rồi, chứ không phải điểm yếu đâu. On the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder, and then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence. Thank you very much. I must admit, thằng kia như cái bóng ma vậy. The outcome of the adventure was imperfect. There was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, figure of speech. Just a figure. Nãy ông bồi bàn ông nhận ra cái thằng đó chứ không hồi tôi nghĩ là tưởng tượng anh chơi đó luôn. Take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Rồi, ok. 16 giờ lẻ 5 phút. Sếp. Tình mẫu tử nè. Chúng tải lại cái đó. Lưu thủ công lúc 16:57. 16:40 đi. Tôi không tin đó là thủ phạm đâu. Tôi phải bắt hằng được. Thầy đồng. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Không tương tác được nữa ai. Tôi vẫn nghi cái ông thầy đồng lắm. Tìm cái hộp này lên hỏi thằng đó. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Thầy đồng mà đáng mến à. Đây 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 đây. Này thì y chang bên kia thôi. Nói gì được với nhau như mấy kia không? Không lẽ còn lỡ cái này? Cô báo bí ẩn đường tắt là cái gì?
May I ask for your assistance? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Such a shame that Inspector Placido vanished. I feel much safer with him handling this. Vâng rồi. Thôi, tạm nghỉ đây thôi. Bữa sau tôi tiếp tục cái vụ này. Cảm ơn anh em đã xem. Giờ bận công việc tí rồi. Nói chung là sắp xong cái vụ án đầu tiên, nó xong được một cái kết mà tôi nghĩ nó không phải là cái kết đâu. Trừ phi ông nội dev game lười quá thôi. Rồi, ok, bye bye anh em.